Lễ tang cùng ngày của tài tử kiếm hiệp từ thiếu cường và vợ sau, lý mặt sầu tuyết lê đã tha thứ. Tang lễ của vợ chồng tài tử kiếm hiệp từ thiếu cường sẽ được tổ chức tại quê nhà Hồng Kông vào ngày 5 tháng 10 do các con riêng và con chung lo liệu. Mới đây, cả giới giải trí của hoa ngữ như chưng hững và chuẩn lại trước thông tin tài tử kiếm hiệp từ thiếu cường qua đời vì bệnh ung thư thực quản. Hôm ngày 1 tháng 9, và nó càng khiến cho người khác đau lòng hơn khi người vợ thứ ba của Từ Thiếu Cường là Mạnh Vũ Hiên, kém ông 30 tuổi, cũng ra đi sau cơn đau tim khi đang chuẩn bị tang lễ cho chồng. Khi hay tin người cũ qua đời, Tuyết Lê chia sẻ trên trang cá nhân, mong anh Từ Thiếu Cường yên nghỉ. Có thể thấy Lý Mạc Sầu Tuyết Lê sau một khoảng thời gian dài bị Từ Thiếu Cường phụ bạc, bà đã chịu tha thứ cho ông. Tiết Lê nói, từng chịu nhiều giấc giả nhưng không hối hận vì chọn làm mẹ đơn thân. Khi Vĩ Đống và dĩnh Khôn còn bé, Tuyết Lê đã đưa con sang Canada sống với người bác. Còn cô thì đi về giữa hai nơi vì công việc. Có giai đoạn cả năm trời Tuyết Lê không thể sang Canada vì nặng gánh kinh tế, cần dành dụng tiền để nuôi con ăn học. Từ dĩnh Khôn và từ Vĩ Đống cũng không hận cha. Trước đây, họ trao đổi bằng cách gọi video cả ba từng đóng vai phụ trong một phim do Trung Quốc sản xuất và cũng nhờ làm việc chung mà cha con hiểu nhau hơn. còn Tiết Lê hiện ít đóng phim, thi thoảng ghi hình show truyền hình, làm khách mời các sự kiện. trong một show trên đài RTHK năm ngoái diễn viên nói hy vọng trở lại màn ảnh đóng các vai phản diện hoặc kỹ nữ. Tiết Lê giải thích dạng nhân vật như kỹ nữ cô chưa từng thể hiện muốn diễn đạt cảnh ngộ tâm lý của họ và mới đây sau gần một tháng sau tin đau lòng năm người con của từ thiếu cường đã cáo phó hôm 28 tháng 9 thông báo về lễ tưởng niệm của cha và mẹ của mình sẽ được tổ chức cùng nhau vào ngày mùng 5 tháng 10 tại Universal Funeral ở quê nhà Hồng Kông Trung Quốc theo cáo phó do các con chung của từ thiếu cường và mạnh vũ hiên chưa đủ trưởng thành 19 tuổi và 13 tuổi nên công việc chủ yếu do từ vĩnh khôn con của tài tử và diễn viên tiết lê đảm nhiệm lễ giếng cho vợ chồng tài tử đã diễn ra ngày 21 tháng 9 tại niệm phật đường của chùa đại trí tỉnh chiết giang trung quốc buổi lễ được đạo diễn lưu quang dĩ bạn của từ thiếu cường đứng ra tổ chức theo cách truyền thống ngắn gọn xung quanh không gian giếng có bày các tác phẩm tiêu biểu của từ thiếu cường lúc sinh thời cuộc đời thăng trầm và phong lưu của từ thiếu cường trải qua ba cuộc hôn nhân và hàng tá những mối quan hệ ngoài luồng khác. Trong đó, cuộc tình tốn nhiều giấy mực nhất là giới nàng Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê. Nam tài tử có hai con là Từ Dĩ Đống và Từ Dĩnh Khôn. Với diễn viên Tuyết Lê, cả hai chia tay năm 1988, Tuyết Lê làm mẹ đơn thân sau cuộc tình với diễn viên. Từ Thiếu Cường có thêm một con với người phụ nữ ngoài ngành giải trí. Năm 2005, nam tài tử đi bước nữa với bà Mạnh Vũ Hiên, kém ông đến 30 tuổi. Vào ngày 15 tháng 9, trên trang cá nhân, con gái của Từ Thiếu Cường đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội với bài hát Bạn là quyền thoại duy nhất trong đời tôi của trường học hữu để tưởng nhớ cha mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên Điền Khải dân người bạn thân của Từ Thiếu Cường đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng nam diễn viên gạo cội đã qua đời vì ung thư thực quản, hưởng thọ 73 tuổi. Theo tờ China Thai đưa tin, người vợ 43 tuổi của Từ Thiếu Cường bị đau tim và cũng qua đời do quá buồn bã, lập việc quá sức trong quá trình chuẩn bị tang lễ cho chồng. Vợ của Từ Thiếu Cường là một vũ công người Trung Quốc kém ông 31 tuổi, hai người kết hôn vào năm 2005 và có một trai một gái. Trước khi mất, cặp đôi có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Bạn thân của Từ Thiếu Cường, Điền Khải Dân nói khi được truyền thông hỏi về người vợ hiện tại của nam tài tử đã trả lời bà ấy cũng qua đời khi đang lo liệu tang lễ cho chồng lúc còn sống bà có chứng bệnh tim nên khi chồng qua đời vừa lo lắng tang lễ vừa buồn phiền nên bệnh tim tái phát bà đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ tin tức về từ thiếu cường nhận hơn 3 triệu lượt xem trên weibo hàng triệu khán giả đã thương tiếc nghệ sĩ nhắc những hình tượng khó quên mà ông từng xây dựng trên màn ảnh nghệ sĩ sinh ở Hồng Kông, từng làm việc mà nhiều thanh niên bấy giờ mơ ước kế toán công ty chứng khoán, lương cao và ổn định. Thời thanh niên, ngoại hình của Từ Thiếu Cường giảm dở, gương mặt tướng tú, bạn bè khuyên ông làm diễn viên. Khi nghỉ việc ổn định, Thiếu Cường bị cha phản đối dữ dội, nhưng người cha buộc phải nhượng bộ vì quyết tâm của con. Từ Thiếu Cường sinh năm 1950 là gương mặt quen thuộc ở màn ảnh Hồng Kông. Ông đi lên từ những giai phụ và dục sáng nhờ gia diễn đại hiệp dân phi dương trong thiên tầm biến gia diễn để đời này cũng từng giúp ông lọt tốt 10 hình tượng khó quên nhất do khán giả bình chọn từ một chàng trai tham gia khóa huấn luyện diễn xuất của hãng phim ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm ở phim hành động võ thực năm 1979 thiếu cường dục sáng với dây dân phi dương người luyện được thiên tầm thần công trong thiên tầm biến năm 1993 ông tiếp tục diễn dây này trong phiên bản của đài ATV làm lại theo hình tượng của đại hiệp dân phi dương từng vào danh sách 10 hình tượng khó quên nhất màn ảnh Hồng Kông do khán giả bình chọn. Từ thiếu cường rất biến hóa trên màn ảnh, không chỉ thành công với nhân vật chính diện, ông còn luôn dấu ấn với một loạt dây phản diện trong các tác phẩm như Mặt Đại Hoàng Tôn, Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Võ Đan Hai, Tuyệt Mệnh Sông Hiệp Quần Long, Đọt Bảo. Những năm cuối đời, nghệ sĩ chủ yếu làm việc ở Trung Quốc diễn giai phụ ở hàng chục phim truyền hình điện ảnh hiện tại ông còn 6 tác phẩm chưa ra mắt theo mi tham từ thiếu cường thuộc nhóm diễn viên thực lực có thể khán giả không nhớ tên diễn viên nhưng được gọi tên nhân vật ông đóng theo sưu tầm của hitline ngoài đời từ thiếu cường ghi chú ý vì đời tư phức tạp nhiều người còn gọi ông là đại hiệp phong lưu năm 1983. Khi đã có vợ, nghệ sĩ đã lộ chuyện ngoại tình với diễn viên Tiết Lê lúc đó chưa đủ 18 tuổi. Khi tròn 18 tuổi, Tiết Lê sinh con trai cho từ thiếu cường, tài tử ly hôn để sống cùng người tình. Năm 1987, người đẹp sinh thêm con gái từ Vĩnh Khôn, hiện là diễn viên. Hai người dự định đăng ký kết hôn năm 1986, nhưng ngày làm thủ tục. Từ Thiếu Cường nói ông quên mang giấy chứng nhận ly dị và chuyện kết hôn không thành. Năm 1988, họ đường ai nấy đi, biết Lê là mẹ đơn thân. Sau đó, tài tử hẹn hò phụ nữ khác, có một con. Năm 2005, ông kết hôn với cô gái kém mình 30 tuổi. Vợ chồng ông có hai con, gia đình sống ở Trung Quốc. Năm 2017, nghị sĩ Dương tin đồn ngoại tình, ông phủ nhận và cho biết tình cảm vợ chồng rất tốt đẹp. Bây giờ, từ thiếu cường nói, tên tôi thường được phụ nữ để ý khi đóng phim, nhưng vì đã có vợ con nên không mềm lòng. Hiện từ Vĩnh Khôn lo hậu sự cho cha và giải quyết việc gia đình, vì các em cùng cha khác mẹ chưa đủ lớn. Trên Megapixel Willy năm 2022, Vĩnh Khôn nói không thù hận hay xa lánh cha dù tuổi thơ thiếu tình yêu thương của ông. Hai cha con thi thoảng đóng phim chung cô làm bạn với gia đình mới của Từ Thiếu Cường. Vui vì các em có cả bố và mẹ yêu thương. Vĩnh Khôn nói, chuyện thở bé, tôi thiếu thốn tình yêu thương, không phải lỗi của các em, người lớn cần thay đổi. Để không tránh sai lầm lặp lại, để trẻ em được yêu thương nhiều hơn. Tôi thích trẻ nhỏ nên hòa đồng với các em, chúng tôi là người một nhà. Còn diễn viên Tuyết Lê hiếm khi nhắc đến chuyện cũ với Từ Thiếu Cường. Ngày 15 tháng 9, cô đăng dòng trạng thái cá nhân, mong anh Từ Thiếu Cường yên nghỉ.